Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Võ Kim Cự vận động thành lập Hiệp hội Sâm. Theo thông tin từ Đất Việt ngày 31 tháng 7 cho biết, sau nhiều năm ở ẩn vì dính bê bối vụ Formosa, Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh, nay đứng đầu ban vận động thành lập Hiệp hội Sâm. Và đây là hình Đất Việt đưa tin. Báo Đất Việt dẫn lời báo Tuổi Trẻ ngày 31 tháng 7 cho hay, Bộ Nội vụ Cộng sản Việt Nam nhận được hồ sơ đề nghị thành lập Hiệp hội Sản xuất Sâm Việt Nam do ông Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh, ký đơn đề nghị. Ban vận động này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận hồi tháng 6 năm 2023. Được biết, ban vận động thành lập hiệp hội trên gồm 16 thành viên do ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện trưởng Viện Bảo tồn và Phát triển Sâm Ngọc Linh Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm trưởng ban. Trong danh sách thành viên ban vận động, có nhiều người thuộc công ty y dược Sâm Ngọc Linh đặt trụ sở tại Hà Nội và ông Cự là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này. Tên tuổi Võ Kim Cự gắn liền với vụ Formosa và cá chết tại 4 tỉnh miền Trung. Theo báo Đất Việt, Võ Kim Cự được bầu là trưởng ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng vào năm 2008. Cơ quan đã từng cấp phép đầu tư cho dự án nhà máy liên hợp luyện gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương, dự án Formosa, do công ty Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan làm chủ đầu tư với thời hạn 70 năm khi chưa được chính phủ đồng ý. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cho Formosa thuê 70 năm và đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý. Về việc cấp phép này, ông Võ Kim Cự cho biết, không phải đơn giản mà Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa. Đầu tiên là báo cáo chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận chủ trương. Sau đó, nhà đầu tư lập dự án với nhiều bước. Trước khi thẩm định, đã có ý kiến của 12 bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, quốc phòng, an ninh, đồng ý với các nội dung. Sau đó là thẩm định, rồi báo cáo chính phủ. Cuối cùng, chính phủ đồng ý để cho Hà Tĩnh được cấp phép. Một lãnh đạo thanh tra chính phủ sau đó phản hồi. Việc Võ Kim Cự trả lời báo chí nói rằng có 12 bộ ngành thẩm định việc cấp phép 70 năm là không đúng. Không có 12 bộ ngành thẩm định cho thuê 70 năm. Ông nói sai đấy, lấp liếm. Và đây là hình visa của ông Võ Kim Cự. Hồi năm 2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản nói Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, giao và cho thuê mặt nước biển, đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định, thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án. Ông Cự sau đó bị cách chức nguyên bí thư Hà Tĩnh, chức vụ ông giữ từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2015. Công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh của Đài Loan đã bị buộc trả cho Việt Nam 500 triệu Mỹ Kim bồi thường hồi năm 2016. Hồi năm 2019, mạng xã hội lan truyền tin Võ Kim Cự cùng gia đình đi định cư Canada. Tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời ông Võ Kim Cự lúc đó nói rằng thông tin tôi cùng gia đình sang định cư ở Canada là không chính xác. Đó là thông tin phản động, kích động. Tôi không chấp cái thông tin xuyên tạc vớ va vớ vẩn. Hiện tôi vẫn ở Việt Nam, đang ở tại Hà Nội. Từ hồi cuối năm ngoái, một số báo ở Việt Nam bắt đầu chiến dịch đưa tin Võ Kim Cự đưa Sâm Ngọc Linh về Hà Tĩnh và dẫn phát ngôn của ông này như một chuyên gia về Sâm Ngọc Linh. Dư luận Việt Nam rất quan tâm đến tin về các doanh nhân hoặc quan chức có hộ chiếu châu Âu hoặc cho gia đình di cư sang phương Tây. Nổi tiếng nhất có vụ đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân bị cho là từng có quốc tịch Cộng hòa Ba Lan và có nhà ở Warsaw. Hồi tháng 7 năm 2016, cũng trong Quốc hội Việt Nam có vụ việc đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có hai quốc tịch, một của Việt Nam, một của Malta. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Võ Kim Cự vận động thành lập Hiệp hội Sâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin vụ chuyến bay giải cứu, nuôi án và chạy án trong ngành công an. Báo AFA ngày 31 tháng 7 có bài bình luận của tác giả Hải Triều bình luận về những bất cập trong vụ xét xử chuyến bay giải cứu. Và đây là hình bài viết trên AFA. Mở đầu bài viết, tác giả đặt câu hỏi tại sao vụ giải cứu diễn ra trong một thời gian dài liên quan đến nhiều bộ ngành mà lại không phát hiện kịp thời để ngăn chặn, như bao nhiêu lời tán dương về lực lượng an ninh, công an giỏi nhất nhì thế giới. Và tác giả nhận định rằng, công an nhiều khả năng biết từ trước, nhưng họ cần nuôi án, vì có nuôi án thì mới có án và chạy án. Theo quy định 114 về hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, được cho là để chống chạy chức, chạy quyền. Quy định này gồm 5 chương, 16 điều, nhưng tác giả phân tích rằng không thấy điều khoản nào chống chạy án cả. Tác giả dẫn lời các chuyên gia phân tích dự đoán rằng sau vụ chuyến bay đã qua sơ thẩm và vụ test kit Việt Á sẽ xử nay mai, thị trường nuôi án và chạy án sẽ ngày càng tinh vi, sôi động, chứ không hề giảm sút như Ban Nội chính Trung ương kỳ vọng. Theo rò rỉ từ nội bộ, sau 3 tuần xét xử tại tòa Hà Nội, như báo điện tử chính phủ công bố chiều ngày 28 tháng 7, kết quả nghị án không phải là quyết định của Viện Kiểm sát hay của Hội đồng xét xử. Chuyến bay giải cứu là một đại án được cho là thuộc loại bỏ túi, nghĩa là kết quả xét xử đã được Ban Nội chính Trung ương đưa ra trước ngày khai án. Có như vậy, chúng ta mới hiểu được phần nào bao nhiêu điều phi lý và tréo ngoe diễn ra giữa chốn công đường suốt cả 3 tuần lễ. Theo tác giả dẫn lời Facebook Nguyễn Huy Cường rằng, mặt trận tham nhũng có vô vàn những thiết chế uyển chuyển và mềm mại, nguy hiểm và kín đáo, không nhất thiết phải qua họ hàng huyết thống. Cho nên các quy định 114 sẽ không thành công bởi vì cơ chế tham nhũng tinh vi và có 101 cách vượt thoát các quy định đó. Những chiến sĩ tiên phong này của đảng không nhất thiết phải kết nối với người nhà mà các đồng chí tập trung vận động. Lobby những viên chức có thể từng là học trò, có thể là đồng hương, đồng khối, từng làm với nhau trong một cơ quan cũ hay cùng là anh, chị em, xã hội. Ngược đời nhất trong nhóm đưa và nhận hối lộ ở vụ án này là ông tướng công an chức to tổ bố. Ai biết giá cái ghế phó giám đốc công an Hà Nội là bao triệu đô la không? Mà phải chạy tới nhờ một ông em trung tá quèn và chịu để thằng em nó điều khiển. Và đây là hình minh họa chuyến bay giải cứu. Theo tác giả, thì tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, bao giờ chả có vài ba anh an ninh. Họ là người của Bộ Công an, khoác áo ngoại giao nằm ngay trong đại sứ quán, theo dõi luôn cả các đại sứ. Không chuyện gì xảy ra trong đại sứ quán mà họ không biết. Riêng chuyện tăng giá visa, hộ chiếu và vé máy bay để ăn chặn tiền của kiều bào, thì phải có sự thống nhất giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Khó mà có đại sứ nào một mình chống lại mafia, cho nên mới có chuyện 2.000 chuyến bay mà chỉ có 700 chuyến bị thanh tra. Tác giả trích lời từ tác phẩm Những người khốn khổ từ Victor Hugo tại Pháp. Liệu từ sâu thẳm những tâm hồn đen đúa nọ có một thứ tòa án lương tâm nào sẽ được thiết lập nên để xử tiếp vụ chuyến bay giải cứu hay không? Trường hợp này hỏi là đã có câu trả lời, chắc chắn là không. Bị cáo Trần Văn Dự tự thú nhận, số tôi đen, không may thì thôi, trả lại cho nhà nước cũng được. Một lời gián tiếp tự thú rằng, những chuyến trước đây, y đã lọt lưới pháp luật. Đến cựu Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, 37 lần nhận hối lộ khi cấp phép các chuyến bay giải cứu, tổng cộng 21,5 tỷ đồng mà vẫn khẳng định không có mưu đồ, không có đòi hỏi, chỉ là do không nhận thức được việc nhận tiền là vi phạm. Biết bao nhiêu câu phát biểu ngô nghê đến độ khó tin từ những người cách đây vài tuần,
đóng một vai trò quan trọng trong bộ máy quyền lực tại Việt Nam, thậm chí còn đại diện cho đảng, nhà nước trên trường quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vụ chuyến bay giải cứu, nuôi án và chạy án trong ngành công an. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.